Hi, xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay máy tính Đức Huy lại giới thiệu với các bạn một con Dell. Đó là con Dell series 3000. Con Dell này thì hiện tại thì là con này là con Dell, nó có mã của nó là Intrusion 3511. Con này được sản xuất năm 2021 và màn hình của nó là đang sử dụng màn hình full viền. Đấy, 15,6 inch. Bàn phím thì có đủ các bạn loại bàn phím. Bàn phím đây là có đủ bàn phím nhá các bạn nhá. Bàn phím số gõ rất là thoải mái. Ok, con này thì đang sử dụng chip Core i3 thế hệ thứ 11. RAM con này thì là 4GB, là ổ con này là ổ SSD M2, đấy, 128GB. Ok, thì với cái con đeo như thế này thì về bên ngoài của nó thì chúng ta thấy rằng là cái thiết kế của nó mình thấy rằng rất là sang, nhìn thấy rất là sang và đẹp. Nó có một cái gì đó nó chất và mình cảm thấy rằng là rất là thấy thích con máy này. Ở bên cạnh của nó thì chúng ta thấy là có một cái khe cắm nguồn này. Đấy, khe cắm nguồn này. Tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng HDMI xuất ra và có hai cổng USB. Đấy. Còn bên hông này của nó, bên hông này của con máy này thì đó là sẽ có một cái cổng G. Đấy. Có một cái cổng xin nói. Đó là sẽ có một cái jack cắm tai nghe bên này. Có một cái jack cắm tai nghe các bạn ạ, jack cắm tai nghe và một cái cổng USB, và bên này có một cái khe cắm thẻ nhớ SD. Đấy. Ở riêng dòng máy Dell thì logo của nó sẽ là logo có biểu tượng Dell đây rồi. Đấy. Thì cái phần mặt này của nó thì mình thấy rằng là đây, quay sát vào các bạn, đấy, nó sẽ có một cái kiểu vân vân, nó hơi nhám này, nó không, để tránh cái trường hợp chúng ta sẽ rằng nó bám cái vân tay vào đây. Thì đối với con Dell này thì mình thấy rằng nó rất phù hợp cho những cái người nào mà là học sinh sinh viên, rồi là các thầy cô giáo đang giảng dạy, thì mình thấy rằng là con máy này là rất là phù hợp với lại chúng ta về giá tiền. Đấy. Thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại, đó là máy tính Đức Huy 0974644952. Số này mình có thể dùng Zalo, các bạn có thể có nhu cầu thì sẽ nhắn Zalo cho mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy. Thì trên đây là con máy Dell của mình. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.